Chào các bạn, rất vui mừng lại được gặp các bạn trong video tiếp theo trên kênh đầu tư của Lê Văn Lực. Đây là kênh đầu tư 6.0. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái ứng dụng mới nữa, cũng có thể đọc báo và kiếm tiền từ cái trang từ cái ứng dụng này. Đây là cái ứng dụng Trang Nhất VN, một ứng dụng đọc báo tin tức 24 giờ và có thể giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này. Đây là một ứng dụng có thể giúp các bạn đọc báo này, xem video và kiếm tiền. Trong ứng dụng này thì không chỉ có nhiều tin tức mới nhất, bạn hãy tải xuống ngay để khám phá cái ứng dụng này. Đây là một trang mà có rất nhiều các cái tin tức thú vị như là tin tức về xã hội, thể thao, kinh tế và nhiều hơn nữa. Đồng thời là Trang Nhất VN còn cung cấp các cái video hài hước, thông tin mua sắm, làm đẹp, chỉnh sửa chương trình truyền hình, giải trí và phim bộ. Ở trên cái trang này được một cái ưu điểm đặc biệt là chúng ta miễn phí cài đặt, đọc báo, xem video online và được nhận tiền mặt. Chia sẻ video hoặc tin tức với bạn bè thì chúng ta cũng được nhận tiền mặt. Và điểm danh trên Trang Nhất VN mỗi ngày thì cũng nhận được tiền mặt. Dù bạn tải xuống cái ứng dụng Trang Nhất VN này thì cả hai người đều có thể nhận được tiền mặt. Và tham gia các hoạt động liên quan thì chúng ta cũng nhận được tiền mặt. Và bạn có thể sử dụng cái tiền mặt này để nạp tiền điện thoại trực tiếp bất cứ lúc nào. Và bạn không cần phải trả tiền. Trang Nhất VN sẽ thanh toán cho bạn. Và đặc biệt là khi chúng ta cài đặt cái ứng dụng này thì chúng ta phải nhập cái mã giới thiệu của tôi là đây. Nhập cái mã này vào thì chúng ta mới được tiền. Nên là 6050721. Chúng ta phải nhập cái mã này vào thì chúng ta mới được ưu đãi. Và chúng ta không nhập mã này thì chúng ta cũng sẽ không được cái ưu đãi. Giới thiệu thì chúng ta sẽ có thêm được tiền từ cái ứng dụng này. Ví dụ như bây giờ ta sẽ lên cái phần này. Đối với cái điện thoại Android thì chúng ta sẽ lên cái CH Play để chúng ta tải về. Đây là ứng dụng CH Play. Để chúng ta đánh vào đây là Trang Nhất. Trang Nhất VN thì nó sẽ hiện lên cái dòng đầu tiên là Trang Nhất VN báo mới tin tức 24 giờ kiếm tiền. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Đây, chúng ta bấm vào cài đặt này. Mọi người lấy luôn điện thoại ra để chúng ta làm tuần tự các bước y hệt như tôi như thế này nhé. Đấy, ứng dụng này rất là nhẹ nên là chúng ta sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ bấm vào Open ở đây. Đây, chúng ta bấm vào đây để bỏ qua này, nên kéo sang bên này. Đấy, giờ sau đó bấm vào cái dòng này. Ở trên cái ứng dụng trình duyệt giá lập của tôi là có thể là nó bị lỗi, cho nên là nó hiện cái chữ này. Còn ở trong điện thoại thì chúng ta sẽ thấy là nó thể hiện đúng cái chữ Việt Nam của chúng ta. Chúng ta bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang cá nhân của chúng ta, bấm vào cái hình người ở cái góc phải này để chúng ta vào. Và đối với ứng dụng nào thì chúng ta sẽ đăng nhập vào ứng dụng này bằng cái Facebook của chúng ta. Chúng ta đăng nhập vào đây. Đây, tôi đăng nhập bằng cái Facebook của tôi vào đây. Như thế là ta đã đăng nhập thành công rồi. Bây giờ ở đây là chúng ta sẽ điền cái số điện thoại của chúng ta vào đây. Các bạn yên tâm là trên điện thoại các bạn làm thì nó sẽ không bị hiện lên cái tiếng nước ngoài như thế này đâu, cái chữ nước ngoài đâu. Đây là dòng đầu tiên, trên này là chúng ta điền số điện thoại của chúng ta vào này. Sau khi điền xong thì chúng ta bấm vào cái đằng bên này để chúng ta lấy cái mã.
Đấy, chúng ta nhập cái mã vào đây và bấm vào gửi ở dưới này. Đấy, như thế là ta đã được 2.000 xu rồi. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta nhận đây. Tiếp theo chúng ta bấm vào cái phần này. Thì chúng ta thấy là chúng ta đã được là 2.100 rồi. Bây giờ ta sang cái ô đằng bên cạnh. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta thấy điền mã giới thiệu đến nhận 500 xu nữa. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta điền cái mã giới thiệu vào. Giờ chúng ta bấm vào đây. Thì cái điền số điện thoại là chúng ta đã được thêm 100 xu rồi. Và chúng ta điền cái mã giới thiệu vào đây để chúng ta được thêm 500 xu nữa. Thì chúng ta bấm vào đây nha. Bấm vào đây để chúng ta điền cái mã giới thiệu này. Đây, điền mã giới thiệu của bạn vào. Mã giới thiệu là 6050741. Chúng ta copy cái mã này để chúng ta điền vào để chúng ta nhận thêm 500 xu nữa. Đây, chúng ta điền vào đây. Đấy, chúng ta đừng điền cái mã đằng trên nhé, là chúng ta sẽ đây, điền cái mã này để tôi kịp tiện theo dõi các bạn và có thể giúp các bạn được nhiều hơn trong cái quá trình mà các bạn kiếm tiền với cái ứng dụng này. Và nếu như các bạn mà có liên hệ thì tôi sẽ nhận được cái thông tin của các bạn và quản lý các bạn và giúp các bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Để chúng ta bấm vào đây để chúng ta nhận xu. Đấy, bây giờ chúng ta quay sang phần này thì chúng ta thấy là chúng ta đã tăng lên là 2.700 xu rồi, chúng ta vừa nhận thêm được là 500 xu nữa. Đấy, rất là nhanh. Tiếp theo để nhận được tiền nữa thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta đọc báo 3 phút thì chúng ta sẽ nhận được 300 xu nữa. Thì chúng ta bấm vào đây, chọn các cái bài báo bất kỳ thì chúng ta đọc. Chúng ta sẽ bấm vào bài báo bất kỳ này. Chúng ta nhìn ở dưới có một cái vòng tròn xoay quanh cái đồng tiền này. Khi cái vòng chúng ta kéo lên để chúng ta đọc báo, khi cái vòng tròn này quay xoay quanh hết thì chúng ta sẽ bấm vào để nhận tiền. Cái trang này có thể giúp các bạn kiếm được rất nhiều tiền trong một ngày. Đấy, đấy, như vậy là xong, chúng ta vừa được thêm 40 xu nữa. Để đọc các bài khác thì chúng ta lại bấm vào cái mũi tên ở đây. Quay lại để chúng ta sang cái bài tiếp theo. Đây là bài thứ hai này. Chúng ta cũng chờ cho cái vòng tròn này quay xong để chúng ta nhận tiền. Chúng ta cứ kéo như thế này. Đấy, chúng ta lại được thêm 40 xu nữa. Và chúng ta lại trở về để tìm cái bài tiếp theo. Ví dụ như bài này. Đấy, chúng ta lại thấy cái vòng này chạy. Thì chúng ta sẽ chờ cho nó chạy xong. Đấy, chúng ta phải liên tục là để cho nó như cái màn hình nó phải chạy đi chạy lại để cho cái vòng đồng tiền này nó chạy. Đấy, được thêm 40 xu nữa rồi. Thì cái cách làm là như thế. Còn các bạn mà muốn có được nhiều hơn thì các bạn thấy ở dưới này có một cái dòng hiện lên như thế này, là vào đây để chúng ta đọc truyện. Đây, các bạn này bấm vào dưới đây này, là chúng ta bấm vào đây nha, thì sẽ hiện lên trong đây có rất nhiều các cái truyện để cho chúng ta đọc. Ví dụ như là một câu chuyện về đây là sắc quỷ đi chẳng hạn, ta bấm vào đây để chúng ta đọc. Chúng ta cứ bấm vào đây, chúng ta đọc hay không thì việc đấy là việc của các bạn. Đấy, chuyện cũng rất là hay, rất là nhiều chuyện để cho chúng ta đọc nữa này. Đấy, chúng ta cứ chờ cái này cho nó chạy hết đi thì chúng ta được tiền. Đấy, được 20 xu rồi. Chúng ta kéo sang cái trang tiếp tiếp theo. Để chúng ta bấm vào cái chữ trang sau này, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đến cái trang cái chương thứ hai để chúng ta đọc, vì có rất là nhiều chương. Đấy, được thêm 20 xu nữa rồi, rất là đơn giản thôi.
Thì cái việc làm như thế thì các bạn chú ý để các bạn làm nhé. Bên này là cái trang chủ, chúng ta có thể lên đây đọc tin tức, tin nóng, tin mới, bóng đá, giải trí, thế giới, vân vân. Bây giờ ta quay lại cái phần phần xu đây để chúng ta xem. Đây là các cái nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta làm. Thì ở trên này có một số thông tin nó chưa hiện lên, thì chúng ta làm trên điện thoại thì chúng ta mới thấy nó hiện lên một số cái chia sẻ thì chúng ta sẽ được thêm tiền. Đấy, có rất nhiều cái để chúng ta làm hàng ngày, mời bạn bè thì được 500 xu. Đấy, rất là nhiều. Thì cái nhiệm vụ đơn giản của chúng ta là như thế thôi. Khi nào mà đủ tiền rồi, chúng ta vừa được tăng thêm là 2.960 xu rồi, thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta xem. Đây là khi mà chúng ta đủ tiền thì chúng ta sẽ chọn quà muốn đổi, nạp tiền điện thoại hay là đổi mã thẻ điện thoại hay là các cái thẻ game. Ví dụ như nạp tiền điện thoại này, đổi mã thẻ ăn, chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem này. Đấy, có 10.000, 20.000. Thì đây là ta vừa mới làm thì ta được 2.960 xu, thì tương đương với 2.960 đồng, tức là một xu tương đương với 1 đồng, đã được 2.000 rồi. Chúng ta muốn kiếm nhiều tiền hơn thì chúng ta lại chia sẻ cái ứng dụng này nhiều hơn cho nhiều người khác. Thì nhiệm vụ của chúng ta là đơn giản như thế thôi, thì chúng ta sẽ có được tiền. Đây, đến lượt của bạn thì bạn sẽ có một cái mã giới thiệu của bạn ở đây. Là mã giới thiệu của bạn thì là 60510786, tức là mỗi người sẽ có một cái mã giới thiệu ở trên này. Ta lấy cái mã giới thiệu này chia sẻ cho mọi người đăng ký nhập vào thì ta sẽ được thêm tiền. Công việc rất là đơn giản và chúng ta có thể đổi được rất nhiều quà từ cái ứng dụng này. Thì trong cái video này thì tôi đã chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng mới nữa. Đấy là Trang Nhất VN, có thể giúp chúng ta đọc báo, kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này, không phải là chuyện đùa. Và chúng ta lưu ý là khi chúng ta tải cái ứng dụng này về thì chúng ta phải nhập cái mã này thì chúng ta mới được tiền nhé. Và cuối cùng xin được chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Trong các video tới thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một số các ứng dụng khác nữa. Chúng ta có thể tranh thủ cái thời gian rảnh rỗi và kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.